Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn trở lại với một video phân tích điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trong số các bạn đang theo dõi video này, các bạn cho mình hỏi một câu nhé. Đấy là nếu các bạn có khoảng 15 triệu để mà mua một chiếc điện thoại Android thì bạn sẽ đòi hỏi điều gì ạ? Nếu như cái chiếc điện thoại Android này của bạn nó có sạc 20W đi, bạn có chấp nhận được hay không ạ? Chắc chắn là các bạn sẽ không thể chấp nhận được. Các bạn sẽ kêu sùm lên, đúng nào? Là ôi dồi ôi, 15 triệu mà lại sạc 20W thì chết, đúng không? Hay đơn giản là nếu như cái chiếc điện thoại này của bạn, cái màn hình của nó tần số quét nó chỉ là 60Hz thì sao? Trời ơi, mua điện thoại Android tầm giá 15 triệu cơ mà, chí thì cũng phải 90Hz, hoặc cơ bản thì cũng phải tầm 120Hz, đúng nào? Có con cá biệt thì tầm 144Hz, 165Hz, kiểu như thế. Đấy, rồi, tiếp tục nào. Hiệu năng 15 triệu bây giờ là các bạn đã có thể thoải mái để mua một chiếc điện thoại chạy con chip Snapdragon 8 Gen 1 rồi đấy. Chắc chắn luôn. Ví dụ đơn giản như là Samsung Galaxy S22 chạy con chip Snapdragon 8 Gen 1 đang được bán tại Cellphones với mức giá là khoảng 15.790.000, áp dụng từ mùng 1 tháng 7 cho đến ngày mùng 4 tháng 7 đấy nha các bạn nhé. Giá trên hình các bạn nhìn là giá niêm yết của hãng thôi, chứ còn giá bán tại Cellphones các bạn sẽ có được mức giá tốt hơn rất nhiều. Ví dụ như thế thì chúng ta đã lựa chọn được phiên bản chip thuộc dạng là mạnh mẽ nhất thế giới bây giờ rồi, đúng nào? Nhưng con chip ấy thì thực ra là mình cũng không quá nhất thiết là phải cần con chip mạnh mẽ nhất đâu, nhưng mà bộ nhớ trong tối thiểu nó cũng phải là 128GB rồi. Thế nếu như bây giờ các bạn lựa chọn 15 triệu mà lại chỉ lựa chọn điện thoại 64GB, các bạn có chấp nhận được hay không ạ? Chúng ta lại một lần nữa chúng ta kêu lên rồi. Hay là 15 triệu bây giờ mà bỏ tiền ra để mua một chiếc điện thoại không có camera tele thì các bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Đúng nào? Tầm khoảng 11 triệu thôi, bỏ ra để mua một cái iPhone 11 không có camera tele thôi, các bạn cũng đã kêu lên rồi, đúng nào? Huống chi là 15 triệu. Hay như là nếu mà bây giờ bỏ tiền ra mười mấy triệu chỉ để mua một chiếc điện thoại pin tầm khoảng dưới 3.000 thì các bạn có chấp nhận được không ạ? Đấy, chắc chắn là các bạn sẽ cũng lại kêu lên. Thế thì đây lại là một cái điều rất là khó hiểu cho cái việc là iPhone 12 bây giờ đang được bán tại Cellphones với mức giá là 15.890.000 đồng. Nó gồm tất cả những cái thứ khó hiểu trên nếu như nó là một điện thoại Android. Nhưng vì đây là iOS, đây là iPhone nên nó là chiếc điện thoại bán chạy nhất thế giới trong năm 2021. Rất bất ngờ đúng không ạ? Và iPhone 12 mức giá này chỉ là mức giá các bạn tham khảo tại Cellphone thôi. Còn nếu các bạn nhập mã Dương Dê viết hoa toàn bộ nhé và viết liền thì các bạn sẽ được giảm giá thêm 300.000 đồng nữa. Đấy. Và nếu các bạn thanh toán qua VNPay thì các bạn sẽ được giảm thêm 500.000 đồng nữa, thu cũ lên đời, trợ giá lên tới là 1 triệu nữa. Đại loại là chúng ta sẽ có rất là nhiều các khuyến mại liên quan đến iPhone 12 này. Đấy, nhưng mà ở đây mình sẽ chỉ nói là cái mức giá, nếu mà mức giá hot sale đi thì sẽ là 15.850.000 đồng. Nếu mà mức giá này mà so với cả mức giá của Samsung Galaxy S22 thì thực ra là nó lệch nhau không nhiều, 15.790, nghĩa là coi như là giá bán hai sản phẩm bằng nhau đi. Trong khi đó thì các bạn thấy đấy, Galaxy S22 là một cái điện thoại mà mình đánh giá là có một cái mặt trước nó gọn gàng hơn, nó đỡ bị chiếm dụng tai thỏ nhiều, đúng nào? Rồi là cái màn hình của nó cũng đẹp hơn đấy, màn hình của nó tần số quét cao hơn các thứ nữa. Hiệu năng của nó thì con chip Snapdragon 8 Gen 1 mặc dù nó hơi nóng nhưng mà rõ ràng đây cũng vẫn là một con chip mạnh mẽ. Nhưng mà ở đây mình sẽ tính đến là gì? Đấy là bộ nhớ trong tối thiểu của nó. Với cùng một tầm giá như này, chúng ta đã có thể lựa chọn được bộ nhớ trong 128GB của S22 rồi. Đấy, iPhone 12 với cái tầm giá cao tiền như thế không có camera tele, trong khi đó thì S22 nó có đấy. Rồi là S22 sẽ có một cái thời lượng pin nhỉnh hơn so với cả iPhone 12, cũng như là nó cũng có một cái thương hiệu rất là tốt đấy nhá. Ở đây là mình đang lấy iPhone 12 để so sánh với cả Samsung, chứ không bảo là ôi rồi ôi lại lấy thông số của điện thoại tàu ra để mà so sánh với iPhone. Không, đây là mình lấy Samsung ra để so sánh chứ không lấy điện thoại Trung Quốc nhá. Đấy, chứ bây giờ mà lấy cấu hình của Xiaomi 12 nữa thì nó còn cao nữa cơ, đúng không ạ? Quay trở lại với việc là thế tại sao iPhone không bao giờ họ chạy đua vào cái vấn đề cấu hình nhưng mà điện thoại của họ vẫn bán rất là chạy như vậy? Bởi vì là thứ nhất là về vấn đề thương hiệu, đúng không ạ? Thương hiệu các bạn biết rồi đấy. Nếu mà điện thoại của bạn không tốt thì kể cả bạn có làm quảng cáo đến đằng trời đi chăng nữa, kể cả nhiều người nổi tiếng sử dụng iPhone đi chăng nữa thì cũng chả giải quyết vấn đề gì cả. Đấy, nó tốt đây là gì? Đấy là nó rất là bền,
Không nói chuyện là Samsung dễ hỏng đây đâu nhé, nhưng mà thực sự là iPhone rất là bền. Tiếp tục nữa, đấy là chính vì việc nó không chạy đua theo cấu hình, nên là những người ta mua những iPhone cũ ấy, người ta không cảm thấy là điện thoại của người ta bị lỗi thời theo thời gian. Đấy, nên là cái độ giữ giá của nó rất là tốt. Kèm theo đó là cái việc nó mua đi bán lại dễ dàng, nó cũng có nhiều linh kiện để sửa chữa. Không nói đến chuyện đắt rẻ ở đây trong quá trình sửa chữa nhé, nhưng mà vấn đề sửa chữa cái iPhone 12 nó rất là dễ dàng. Ok, đấy là lý do tại sao. Và đôi khi ở trong cuộc sống ấy, có những cái thứ mà chúng ta nhìn vào chúng ta cảm tưởng rất là vô lý, nhưng mà thực chất nó lại không vô lý đâu. Đấy. Có những lúc mà so sánh iPhone 12 với cả Galaxy S22 ấy, thì nếu mà bảo là khuyên các bạn mua điện thoại nào, thì nếu mà chúng ta nhìn vào đây chúng ta có thể thấy là S22 nó sẽ có nhiều điểm nhìn hơn. Nhưng mà cuối cùng khi các bạn đến cửa hàng, các bạn cầm trực tiếp hai sản này với nhau, thì mình nghĩ là lại có nhiều người người ta lại mua iPhone hơn, nó cũng khó, rất khó hiểu. Được chưa ạ? Rồi, các bạn cảm thấy sao về iPhone 12? Hãy để lại comment cho mình biết. Và sau 2 năm thì liệu với mức giá 15 triệu ở thời điểm hiện tại, iPhone 12 nó có thực sự hấp dẫn hay không? Các bạn cũng có thể lại thêm comment nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.